Xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, nhân viên kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Đến với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn một mẫu xe đi đầu trong tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Đó không một chiếc xe nào khác mà là chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 phiên bản 2019. Thì với cái phiên bản 2019 này thì cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 có những điểm gì thay đổi so với cái phiên bản trước đó? Xin mời các bạn cùng xem cái clip này nhé. Của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 thì các bạn thấy là cái chiếc chìa khóa này của chúng ta cũng không có gì khác so với chiếc xe Mercedes-Benz thông thường, thì vẫn cũng qua nút bấm các bạn nha, là nút lock nè, nút mở nè các bạn. Thì khi chúng ta bấm nút mở cửa thì các bạn thấy là cái đèn xe phía trước của chúng ta là sáng lên màu xanh và chuyển sang màu trắng. Thì cái tính năng đèn này gọi là đèn welcome light các bạn nha, đèn chào đón. Và cái nút cuối cùng là cái nút mà mở cốp xe đó, các bạn thấy không? Khi chúng ta bấm giữ 3 giây thì cốp xe phía sau sẽ tự động mở lên thôi, và bấm giữ 3 giây thì cốp sau sẽ tự động đóng lại. Và một cái điểm khác biệt duy nhất của cái chiếc xe, của cái chìa khóa của chiếc Mercedes-Benz Maybach này, đó là mặt sau các bạn nha. Thì với mặt sau thì các bạn thấy là có một cái logo Maybach rất là quyền lực nằm ở phía sau này đó, chỉ khác như vậy thôi các bạn nha. Về phần đầu xe thì chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này thì có cái phần thiết kế lại cái phần lưới tản nhiệt các bạn. Các bạn thấy không? Thì với cái thiết kế mới này thì các bạn thấy là những cái thanh sọc đứng rất là đẹp luôn á. Thì trước đây thì cái chiếc xe Maybach S450 á, phiên bản 2018 thì các bạn thấy đó là những cái đường sọc ngang. Thì cái clip mà trước đây thì Duy cũng đã có review cho cái chiếc xe Maybach này rồi. Các bạn thấy không? Thì ngoài những cái thiết kế sọc đứng á, thì ở phần giữa lưới tản nhiệt này thì có một chữ Maybach rất là lớn nằm ở đây. Đó, còn lại thì cái phần cản ở dưới thì cũng không có nhiều thay đổi, không có thay đổi luôn các bạn nha. Về phần đầu xe thì chúng ta thấy là cái xe Mercedes-Benz Maybach S450 này có rất là nhiều cái chi tiết mạ chrome luôn, làm cho đầu xe của chúng ta cảm thấy là rất là mạnh mẽ, rất là sang trọng luôn á. Nếu mà các bạn để ý là những cái trên những cái dòng xe mà siêu sang á, thì các bạn thấy thường phần đầu xe được thiết kế rất là nhiều cái chi tiết mạ chrome. Cái mạ chrome á thì làm cho chiếc xe nó sang trọng hơn thôi các bạn. Càng nhiều thì chúng ta thấy nó càng sang trọng. Về phần cái đèn xe thì chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 2019 này thì sử dụng cái đèn pha multibeam LED. Thì cái đèn pha multibeam LED này thì nó cũng có trên nhiều cái dòng xe của Mercedes-Benz rồi. Thì cái link mô tả chi tiết của cái đèn này thì Duy sẽ để ở dưới cái phần mô tả các bạn nha. Còn bên hông xe thì chúng ta thấy nè, ở đây thì có chữ Formatic. Thì chiếc 450 Maybach này sử dụng là hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian, cũng giống như là cái phiên bản trước thôi các bạn. Và đây là cái mâm xe của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này. Thì cái mâm xe này là sử dụng rất là nhiều nan nhỏ các bạn. Những chiếc xe mà thiết kế theo cái phân khúc sang trọng á, thì thường là cái mâm xe được thiết kế rất là nhiều nan. Khi mà cái mâm này quay trên đường á, thì các bạn thấy là nó rất là đẹp. Và cái lớp xe của cái chiếc xe Maybach này thì các bạn thấy là đây là cái thông số nè. Thông số của cái lớp này là 245/40 R20. Đây là cái bánh trước các bạn nha. Thì với cái lớp xe là Goodyear. Goodyear thì cũng là một cái thương hiệu mà rất là nổi tiếng của Đức các bạn.
các bạn thấy là cái mặt trong nữa nè, cái phía trong của cái mâm xe là cái đĩa phanh này. Các bạn thấy là cái đĩa phanh của chúng ta là rất là lớn luôn, và cái bố thắng cũng rất là lớn các bạn. Tại vì cái xe Mercedes-Benz Maybach này cái trọng lượng nó rất là nặng luôn á, thì cho nên là cái phần bánh trước khi mà chúng ta thắng á, là cái trọng cái lực nó cái trọng tâm của cái xe nó dồn phía trước rất là nhiều, cho nên là cái đĩa phanh này chúng ta phải thiết kế rất là lớn và chịu nhiệt rất là cao luôn các bạn. Và cái đĩa phanh này có đục lỗ các bạn nha. Đó, cái đục lỗ này thứ nhất là để làm cho cái đĩa phanh này nó thoát được cái ba dớ của cái bố phanh, và đồng thời nó giải nhiệt tốt hơn. Khi mà nhìn bên hông thì chúng ta thấy là chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này trông rất là dài luôn các bạn, bởi vì cái chiều dài tổng thể của nó lên đến 5,5 m đâu. Đó, và một điểm đặc biệt nữa là khi nhìn từ bên hông thì cái cột chữ B của chúng ta được mạ chrome. Cái mạ chrome này thứ nhất làm cho cái chiếc xe của chúng ta nó sang trọng hơn thật sự, và đồng thời là Mercedes-Benz muốn là cho mọi người thấy là cái khoang sau này nó rất là đặc biệt ở một cái khoang sau này, bởi vì khi mà cái cột chữ B của chúng ta mạ chrome thì chúng ta sẽ thấy là nó tách hẳn hoàn toàn với khoang trước và khoang sau luôn các bạn. Và cái đặc biệt một cái điều nữa là cái cửa xe khoang sau của chúng ta thấy rất là rộng, rất là dài luôn các bạn. Các bạn thấy không? Và một cái điểm nữa là đặc biệt của chiếc xe Maybach này đó là cái cửa nè các bạn. Cái cửa này thì nó thiết kế giống y như là cái chiếc xe Maybach mà các bạn thấy là 62S hay là 57S á. Cái cửa chúng ta thẳng xuống hoàn toàn luôn các bạn, nó sẽ không giống như bất kỳ một chiếc xe sedan nào hết đó, các bạn thấy không? Và một điều nữa là cái khoang sau của chúng ta được thiết kế là cái cửa kính màu đen. Khi mà nhìn từ bên ngoài vào thì chúng ta hoàn toàn sẽ không thấy người ngồi ở bên trong. Trước khi đi vào khoang nội thất thì Di muốn là cho các bạn xem tổng thể bên ngoài trước. Và đây là cái logo Maybach ở trên cột chữ C các bạn. Các bạn thấy không? Về phía sau xe thì chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này phiên bản 2019 này với cái phiên bản 2018 thì cũng không khác biệt gì hết các bạn nha. Vẫn là chữ Maybach ở bên trái, chữ S450 ở bên phải các bạn. Và cái bô xe là bô kép. Để Di mở cốp cho các bạn xem. Về phần cốp xe thì cái kích thước của cốp xe của chiếc Maybach này so với cái chiếc xe S sedan thông thường thì cái cốp vẫn là như nhau các bạn. Nhưng mà do cái xe Maybach của chúng ta có thêm cái tủ lạnh cho nên các bạn thấy là cái diện tích ở trong cái khoang sau này nó bị nhỏ lại một xíu. Do cái chiếc xe Maybach S450 này của chúng ta là sử dụng hệ thống âm thanh là 26 loa nên là ở phía sau là các bạn thấy có một cái loa sub nằm ở đây nữa. Do cái xe này của chúng ta là mới đem từ kho về cho nên là bên trong nội thất của nó cũng như là khoang sau có rất là nhiều đồ các bạn nha. Thì Di sẽ chỉ cho các bạn xem những cái đồ mà đi theo của chiếc xe này. Đầu tiên đây là hai cái tấm mà để đỡ bắp chân đó các bạn. Thì do cái xe Maybach của chúng ta là có hai cái bờ bắp chân cho nên sẽ có hai cái gói này để kê hai cái bắp chân của chúng ta cho nó êm ái hơn thôi. Và đây là cái ly champagne bằng bạc của hãng là Robert Birkin. Đây là một cái hãng mà chuyên chế tác đồ cho hoàng gia Anh các bạn. Thì hai cái ly này đang để trong hai cái hộp mà Di không thể bóc ra được cho các bạn xem. Khi mà giao xe rồi thì bên Di mới có thể bóc cái này cho khách hàng, hoặc là khách hàng không muốn bóc thì khách hàng có thể là giữ lại nguyên cái hộp này luôn. Hai cái các bạn nha. Hai cái. Và đây là những cái đồ dùng mà theo chiếc xe của chúng ta. Thì với cái chiếc xe Maybach S450 này sẽ được trang bị là một cái remote, một cái lọ nước hoa. Nhưng mà cái lọ nước hoa theo xe của chiếc Maybach này đó là cái lọ nước hoa trầm hương các bạn. Các bạn thấy nè. Agarwood các bạn, là trầm hương. Còn đây là vẫn là bốn cái mùi để thử nước hoa giống như chiếc xe S thông thường.
Và đây là cái tấm ốp cho cái mặt chìa khóa phía sau á, có hình máy bác mà hồi nãy Duy đã cho các bạn xem á, thì Duy đã thay vào cho các bạn xem rồi, trên cái chìa khóa rồi. Và đây là cái để gạt tàn thuốc các bạn, nếu mà xe mình xe chúng ta hút thuốc thì chúng ta có thể sử dụng cái này để gạt tàn thuốc. Nhưng mà Duy là khuyên các bạn là không nên là hút thuốc trong xe, bởi vì khi mà hút thuốc trong xe á, là cái mùi mà của thuốc lá để lại trong xe rất là khó để khắc phục các bạn. Và đây là giấy tờ sách hướng dẫn sử dụng nằm ở đây các bạn. Về phần thảm xe thì cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 2019 này thì sử dụng một cái thảm thì cũng giống như những cái thảm của chiếc xe Mercedes khác thôi các bạn, nhưng mà cái thảm này các bạn thấy rất là êm, rất là mềm, và Mercedes-Benz nói cái thảm này là cái thảm chống cháy các bạn nha. Bên trong chúng ta thấy là có một cái túi y tế. Và đây là cái phần quà của Mercedes-Benz kèm theo xe. Thư cảm ơn các bạn. Đây này là một cuốn tập để chúng ta ghi chép. Đây là cái bút, một cái pin cũng như một cái chìa khóa, một cái hộp để nem cạc các bạn. Trên đây thì chúng ta thấy là có một cái biển cảnh báo tam giác nè. Khi có sự cố xảy ra thì chúng ta không thể chạy xe được nữa, thì chúng ta có thể lấy cái biển cảnh báo tam giác này ra phía sau để mà phản quang và cảnh báo cho cái xe phía sau tới là biết là cái xe của chúng ta đang là không có hoạt động được. Và trên đây sẽ có hai cái nút bấm các bạn nha, vẫn giống như cái chiếc xe S-Class hoặc là những cái dòng xe mà có trang bị tính năng là Keyless Go, là chìa khóa thông minh đó các bạn, lock cửa mở cửa thì chúng ta chỉ việc là chạm vào đây thôi. Đây thôi. Thì nút này là cái nút mà bấm xuống thì nó sẽ đi xuống thôi. Và cái nút bên cạnh này là cái nút mà khi mà đi xuống và nó sẽ lock cửa luôn các bạn. Các bạn thấy là nó có cái chìa khóa nè. Chúng ta có cái chìa khóa bên gần cái chiếc xe á, thì chúng ta sẽ hoạt động được cái tính năng này các bạn nha. Ok, và đặc biệt một cái nữa là cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này có tính năng là tự động đá cớp các bạn nha. Khi chúng ta đá cớp ở dưới thì có thấy là cớp xe cũng đã bật lên rồi, cái chìa khóa đây các bạn thấy không, vì đá một cái là nó sẽ bật xuống. Bây giờ thì Duy sẽ dắt các bạn vào bên trong của cái khoang nội thất này. Và đây là nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 2019 các bạn nhé. Thì do là cái xe này vận chuyển từ trong kho về cho nên là các bạn thấy là nó còn ghế rồi còn bọc ni lông lại rất là nhiều. Vô lăng chúng ta cũng bọc lại. Thì cái xe này khi nào mà bên Duy giao á, thì bên Duy mới tháo ra hết. Cho nên là không có cho các bạn xem được kỹ cái ghế này. Đi Duy nổ máy lên cho các bạn xem nha. Thì cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này nó sử dụng cái màn hình táp-lô điện tử luôn các bạn, kéo dài từ bên trái qua bên phải luôn các bạn nha. Đó thì hai cái màn hình này chúng ta nối là lại thành một liền mạch luôn á các bạn. Đó, các bạn thấy là trên vô lăng của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này cũng không có gì thay đổi so với cái phiên bản 2018, thì vẫn là những cái nút bấm cảm ứng touch control để điều khiển cái màn hình táp-lô và điều khiển cái màn hình giải trí các bạn. Đó, rồi đây là các cái nút mà để điều khiển tính năng ga tự động với lại giới hạn tốc độ các bạn nhé. Cái này là điều chỉnh nghe tính năng nghe điện thoại và lớn nhỏ của volume, cũng giống như là cái vô lăng của chiếc S-Class các bạn nhé, không có khác gì hết á. Và đây là cái vô lăng mà thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz. Và đặc biệt nữa là đối với cái vô lăng của chiếc này thì chiếc xe Maybach này thì chúng ta thấy nó chỉ có cái Maybach ở đây, có chữ Maybach ở đây hả? À, nó khác là như vậy thôi. Còn cái gỗ của cái chiếc xe S450 Maybach này là sử dụng gỗ piano lacquer màu đen. Các bạn thấy nè, gỗ piano lacquer màu đen.
nó giống như là trên cái gỗ của xe S450 Luxury các bạn. Và đây là những cái nút bấm mà của các cái option, chẳng hạn như đây là cái tính năng mà camera hồng ngoại ban đêm các bạn nha. Đó, các bạn thấy nè. Đó, camera hồng ngoại ban đêm. Khi mà chúng ta đi vào trong những cái đoạn đường mà tối không có đèn đường á, thì tự động cái tính năng mà Night View Assist này sẽ tự động bật lên. Đó, và cảnh báo chúng ta là có người đi đường hoặc là có thú vật đi ngang đường luôn, thì ở khoảng cách là 650 m các bạn. Và đây là cái tính năng hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Các bạn bấm vào đây thì nó sẽ kích hoạt cái hệ thống thông tin trên kính chắn gió các bạn. Đó, di tắt rồi nè, di mở nè. Đó, thì cái hệ thống thông tin trên kính chắn gió này nó vừa chỉ đường và vừa báo tốc độ luôn các bạn nhé. Còn đây là cái nút mà rèm cửa phía sau thôi. Ở đây có một sự khác biệt so với cái chiếc xe S-Class thông thường và chiếc xe S-Class Maybach các bạn. Đây là cái đồng hồ IWC thì nó chỉ có trên cái chiếc xe Maybach thôi. Maybach S450, Maybach 560, Maybach 650 các bạn. Đồng hồ IWC thì các bạn biết là nó là một cái thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Ở đây thì có chữ Maybach nữa các bạn. Các bạn thấy không? Đây có chữ Maybach nữa nè. Và cái logo Maybach nằm ở trên cái chỗ tựa tay. Rất là đẹp luôn á. Cái cảm giác mà khi mà ngồi cái ghế của chiếc Maybach này, các bạn thấy là cái da này do là da Nappa, cho nên là khi chúng ta ngồi cảm giác rất là êm, rất là mềm luôn các bạn. Các bạn thấy chỗ này nó khâu rất là đẹp nè. Những cái họa tiết nó may cực kỳ đẹp luôn á. Sờ vào cảm giác rất là mềm, rất là mịn. Đây, các bạn thấy nè, trên cửa có những cái nút bấm nè. Đây là cái nút bấm mà cho cái option là sửa ghế và làm mát ghế các bạn. Ba vị trí nhớ ghế luôn. Thì trên chiếc xe S-Class với S-Maybach thì chúng ta mới có cái tính năng sửa ghế này, làm mát ghế này. Và một cái điểm đặc biệt nữa là cái chiếc xe Maybach cũng như là chiếc xe S450 Luxury á, thì các bạn thấy ở trên trần xe được bọc bằng một cái vật liệu giống như là da lộn như các bạn thấy nè, gần như nhung vậy đó, cho nên cái cảm giác rất là sang luôn á, rất là sang. Và cái chất liệu này thì mình nghĩ nó tạo cái hiệu ứng là cách âm luôn các bạn, cách âm rất là tốt luôn. Các bạn thấy là những cái phòng thu hoặc là những cái chỗ mà để thu âm á, thì các bạn thường thấy là nó có trang bị những cái vật liệu gần như thế này. Và đây thì là cái điều khiển trung tâm. Điều khiển trung tâm của chiếc S-Maybach này thì cũng không có gì khác biệt so với chiếc xe S-Class sedan các bạn. Thì video clip trước đây thì Duy cũng đã nói rất là nhiều về những cái này rồi. Các bạn thấy không? Và với chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này thì có rất là nhiều các tính năng luôn các bạn. Hầu như tất cả những cái tính năng gì hay ho nhất của chiếc xe Mercedes-Benz thì đều tích hợp trên cái chiếc xe Maybach này. Thì một trong những cái tính năng đó mà mình cảm thấy rất là thích đó là cái Apple CarPlay. Thì Apple CarPlay thì Duy là cũng đã có làm cho các bạn xem ở trên cái chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG 2019 rồi. Đó, thì cái Maybach này thì cũng hoàn toàn tương tự các bạn nhé. Thì nào là hệ thống Apple CarPlay, nào là hệ thống Command Touch. Khi mà các bạn ngồi ở khoang sau á, các bạn có thể là điều khiển các tính năng chẳng hạn như là đèn viền nội thất nè, rồi âm nhạc nè, rồi kể cả máy lạnh luôn các bạn. Thì qua cái iPad của chúng ta, thì cái iPad của chúng ta chỉ cần tải về cái app là Command Touch và kết nối với lại cái xe Mercedes-Benz Maybach S450 này qua cái Wi-Fi, thì chúng ta có thể là điều chỉnh những cái thông số đó trên cái màn hình iPad luôn, rất là tiện lợi các bạn. Mình không cần phải là điều khiển trên cái remote nữa. Đó là một cái tính năng mà Duy cảm thấy cực kỳ hay luôn á. Thì Duy sẽ demo cho các bạn xem cái tính năng mà Command Touch này vào một cái clip tiếp theo. Các bạn nhớ đón xem nhé.
Và đây là cái học để tay của chúng ta. Thì bên trong học để tay á, thì các bạn thấy là có một cái chỗ sạc điện thoại không dây các bạn nha. Thì bên trong cái học này còn có là hai cái USB. Các bạn thấy đây, USB nhất, USB thứ hai, và một cái chỗ để trang bị cái thẻ SD card. Ngoài ra thì cái xe Maybach S450 này có một cái cổng chia sẻ NFC ở đây, kết nối nhanh đó các bạn. À, một điều đặc biệt của chiếc xe Maybach này chúng ta phải nói tới đó chính là khoang sau các bạn nhé. Thì bây giờ Di sẽ dắt các bạn đi vào cái khoang sau của chiếc xe Maybach này. Đây, các bạn thấy không? Cái khoang sau rất là đã luôn á các bạn. Và trước khi bước vào khoang sau á thì Di sẽ nói cái chỗ này. Đó, các bạn thấy chỗ này nó thẳng xuống luôn các bạn nha. Thì chỉ có chiếc Maybach thì nó mới thẳng xuống như thế này thôi. Thì khi mà chúng ta bước vào cái chiếc xe Maybach này á, rất là dễ dàng mà không cần phải khom lưng hay là khom người gì các bạn. Chỉ cần bước vào một phát là có thể ngồi vào, chọn ngồi cái ghế thôi. Cái cửa của xe Maybach này các bạn thấy không? Rất là dày. Rất là dày luôn á. Và khi mà chúng ta đóng cảm thấy nó rất là nặng. Rất là nặng các bạn. Nếu mà cái S-Class này mà không có cửa hít thì không biết như thế nào luôn á. Và đây là những cái nút bấm trên cái cửa bạn nha. Rất là đẹp các bạn nha. Các bạn thấy không? Để Di bật cái bộ bắp chân lên cho các bạn xem. Bộ bắp chân này thì nó chỉ có trên hai bên luôn, hai ghế luôn các bạn nha. Thì đây là sự khác biệt giữa cái chiếc xe S-Class Maybach và cái chiếc xe S-Class Sedan thông thường. Do cái chiều dài cơ sở của cái xe này nó rất là dài và chiều dài tổng thể lên tới 5,5 m lận. Cho nên là cái xe Maybach của chúng ta là thoải mái trang bị hai cái ghế bộ bắp chân luôn các bạn. Còn đây thì cái chỗ để tựa tay. Chỗ tựa tay thì bên trong này nó sẽ có một cái bàn gấp làm việc các bạn. Hai cái bàn gấp làm việc các bạn. Đây, Di sẽ cho các bạn xem. Nhìn rất là luxury, rất là sang trọng luôn á. Các bạn thấy không? Đó, cái bàn gấp này thì để cho sếp của chúng ta có thể là ký giấy tờ hoặc là để một cái iPad ở đây để làm việc, check mail rồi các bạn. Còn cái khu vực này á, là khu vực mà chúng ta để giữ hai cái ly champagne bằng bạc nè các bạn. Nó không có bị lắc khi mà chúng ta chạy á. Còn cái khu vực này á, là các bạn thấy là có hai cái cốc nè. Thì cái này là làm nóng cốc và làm mát cốc. Đó, khi mà chúng ta bấm chỉ xe này màu xanh thì nó là chế độ làm mát các bạn. Và đây là làm nóng. Thì các bạn mà hay uống cà phê mà ly giấy á, thì các bạn có thể là để vào đây để nó giữ mát hoặc là làm nóng tốt hơn. Đèn trắng là tắt chế độ đó nha các bạn. Rất là sang luôn á. Còn chỗ này là chúng ta điều khiển máy lạnh nè. Máy lạnh của chiếc xe Maybach này thì là sử dụng hệ thống máy lạnh là đa vùng tự động. Mỗi khu vực thì mỗi chỉnh mỗi nhiệt độ máy lạnh khác nhau được các bạn nha. Và đây là cái tủ lạnh. Tủ lạnh này các bạn. Tủ lạnh này 8,5 lít thôi các bạn nha. Còn chỗ này là chỗ chúng ta có thể để được cái đĩa. Đây, cái đầu đĩa phía sau này là chúng ta có thể hát được đĩa Blu-ray các bạn nha. Đĩa Blu-ray tại vì cái hệ thống âm thanh của chúng ta thấy là, các bạn thấy là hệ thống âm thanh này là hệ thống âm thanh 2N 3D. Cho nên là khi mà chúng ta xem phim á, thì nó cho giống chất lượng âm thanh giống như là một cái rạp hát vậy đó. Đó, cho nên là chúng ta cần phải trang bị cái Blu-ray này nó, cho nên nó mới ra được cái chất lượng âm thanh tốt nhất các bạn. Thì ở bên trong cái hộc để tay này các bạn thấy nó còn trang bị thêm là hai cái cổng USB và một cái cổng là HDMI. Thì cái cổng HDMI này thì thứ nhất là chúng ta có thể là kết nối được với cái ổ cứng á, cái ổ cứng á các bạn.
và đồng thời là chúng ta có thể là kết nối cái iPhone, iPad của chúng ta hoặc là những cái điện thoại thông minh, khi mà chúng ta có thể là chuyển cái hình ảnh từ trong điện thoại qua hai cái màn hình giải trí luôn các bạn. Đó, đây là một cái điểm mà đặc biệt chỉ có trên cái chiếc xe S-Class thế hệ mới này thôi, và có trên cái S450 lắp ráp tại Việt Nam luôn các bạn. Thì cái tính năng mà kết nối điện thoại này thì chúng ta muốn sử dụng được thì chúng ta phải trang bị thêm cái cổng HDMI nữa. Đó, thì cái đó thì các bạn sẽ mua thêm thôi, cái xe sẽ không trang bị cho chúng ta cái cổng đó sẵn. Vận học để tay này các bạn thấy cũng có một cái logo Maybach ở đây. Các bạn thấy không? Một cái điểm đặc biệt và thú vị nữa là cái cửa sổ trời của cái xe Maybach S450 này thì các bạn có thể là đổi được màu các bạn nha. Thì các bạn thấy là đang ở phía sau cái khoang sau nè, thì chúng ta thấy là cái cửa của chúng ta đang là màu trắng, cửa sổ trời đang là màu trắng, nhưng mà phía trước này thì nó đang là màu xanh đậm. Đó, chúng ta có thể đổi được màu. Đó, chỉ cần qua một cái nút bấm phía trước hoặc là phía sau cũng có các bạn. Đó, các bạn nhìn kỹ nè, cái loa trên trần. Xe này được trang bị tới 26 loa và công suất nó là 1590W các bạn nhé. Xe thì do là được chuyển về, mới được chuyển về cho nên các bạn thấy là bên trong có vẫn còn những cái nút, cái gói hút ẩm các bạn. Cái đèn viền nội thất của cái xe này thì nó cũng giống như cái chiếc xe S-Class hoặc là cái xe C-Class mới bây giờ thôi. Thì đèn viền vẫn là đèn viền 64 màu. Cái đèn viền này thì Di cũng không có nói nhiều nữa, bởi vì những cái dòng xe mới bây giờ bên Mercedes-Benz đều có trang bị cái hệ thống đèn viền nội thất này hết rồi. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem là cái khoang máy các bạn nha. Chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này thì được trang bị động cơ là V6 3.0 lít, công suất là 367 mã lực và sử dụng hộp số tự động 9 cấp các bạn nha. Thì cái động cơ của chiếc S450 Maybach này thì nó sử dụng hệ thống turbo, là turbo đôi các bạn nha, nó là bi-turbo, là hai cái turbo riêng biệt các bạn. Mỗi bên được trang bị một cái turbo, các bạn thấy nè, bên đây một cái và bên đây một cái, hơi khó nhìn các bạn. Đó, các bạn thấy không, đây là cái cabin máy, hầu như là nó được kín hết luôn các bạn. Ok, và với cái clip này thì Di xin được phép dừng ở đây. Đó, thì hy vọng là cái clip này sẽ giúp cho ích cho các bạn đang quan tâm tới cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này, hiểu được thêm các tính năng cũng như là lựa chọn cho mình một chiếc xe hợp lý. Thì Di đảm bảo rằng luôn, với một mức giá là trên 7 tỷ thì các bạn sẽ không chọn được một cái phân khúc nào giống như cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này hết. Với cái clip này thì Di cũng đã cho các bạn xem là bên trong và bên ngoài của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này rồi. Thì để biết thêm chi tiết cũng như là được lái thử tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz thì quý khách hàng hãy gọi cho Di qua số điện thoại là 091 465 3979. Và nếu các bạn thấy cái video clip của mình hay hoặc là không hay thì các bạn comment cho mình ở dưới, cũng như là like, share và đừng quên là bấm cái nút đăng ký và cái nút chuông bên cạnh để nhận những cái video clip mới nhất về dòng xe của Mercedes-Benz. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.